Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hoa, và như thường lệ ngày sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức tổng hợp thú vị. Nhìn lại những hình ảnh dự sự kiện của Triều Lệ Dĩnh sau khi trở lại với làng giải trí thì không khó để nhận ra nhan sắc của cô đã có sự lột xác ngoạn mục. Triều Lệ Dĩnh là mỹ nhân gây tranh cãi nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Rõ ràng là mỹ nhân có độ hot khủng trên mạng xã hội, trở thành nữ hoàng rating nhờ những bộ phim truyền hình đặc sắc, ấn tượng. Vậy nhưng những hình ảnh của cô nàng lại không gây được ấn tượng, thậm chí còn bị chê bai bởi thần thái chưa nổi trội, diện đồ hiệu như mặc tao bao. Vậy nhưng mọi chuyện lại thay đổi chóng mặt sau khi Triều Lệ Dĩnh lấy chồng, sinh con và trở lại showbiz. Xuất hiện ít mà chất, bà xã Phùng Thiệu Phong khiến dân tình lóa mắt với hình ảnh gợi cảm, dịu dàng, đặc biệt là thần thái miễn chê. Không chỉ với những thước hình chụp tại hậu trường đã được chỉnh sửa, những khoảnh khắc thật nhất do camera ghi lại cũng đã chứng minh màn lột xác gây bất ngờ của nàng Sở Kiều. Triều Lệ Dĩnh và hình ảnh hậu trường một sự kiện của nàng tham dự, thân thái nhan sắc của bà mẹ bỉm sữa xuất sắc đến đáng kinh ngạc. Không còn kín cổng cao tường như trước, Triều Lệ Dĩnh đã chịu sexy ngút ngàn với chiếc váy xẻ ngực sâu. Thời điểm này, nữ diễn viên bị đau mắt nên mái tóc được cố ý thả rơi tại một bên mắt, chính vì thế mà hình ảnh của cô nàng càng quyến rũ đến lạ thường. Không còn là người đẹp mặc hàng hiệu như hàng tao bao, nàng Sam Sam đẹp mãn nhãn đến từng mm. Dưới lăng kính của camera thì Triều Lệ Dĩnh chứng minh nhan sắc của cô nàng thăng hạng xuất sắc, không còn là đẹp chỉ nhờ Photoshop nữa. Khoảnh khắc xinh đẹp và khả ái của cô nàng, sang trọng, dịu dàng và xinh đẹp từng khoảnh khắc, Triều Lệ Dĩnh ngày càng có sức hút. Những hình ảnh của Triều Lệ Dĩnh khiến cư dân mạng mỏi tay chia sẻ và nức nở khen ngợi. Mới đây thì có một người hâm mộ đã chia sẻ hình ảnh của Trịnh Sản trong một show truyền hình, và mặc dù là bức hình này được chụp vội và chưa qua chỉnh sửa. Nhưng nhiều người vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình trước nhan sắc của nữ hoàng thanh xuân. Tuy nhiên thì trong bức ảnh này, chiếc mũi cao quá mức của Trịnh Sảng lại một lần nữa trở thành chủ đề gây tranh cãi. Việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ luôn mang đến cho nữ diễn viên nhiều chỉ trích tiêu cực. Cô bị chê cười vì chiếc mũi nhọn hoắt thiếu cân đối. Việc giao kéo thường xuyên cũng khiến cho biểu cảm trên gương mặt của Trịnh Sảng thiếu tự nhiên và diễn xuất đi xuống. Trịnh Sảng được đánh giá là một trong những tiểu hoa 9X hot nhất hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên thì trên thực tế, những năm gần đây, người đẹp này không có bộ phim nào nổi bật. Việc lựa chọn kịch bản thiếu sáng tạo cùng với khả năng diễn xuất ngày càng đơ khiến cho Trịnh Sảng không còn được sự đón nhận rộng rãi của công chúng. Chưa kể tới việc ồn ào xung quanh chuyện cô và bạn trai Trương Hằng vẫn chưa chấm dứt, càng khiến người hâm mộ ngán ngẩm. Năm 2019 thì Trịnh Sảng có những phát ngôn gây tranh cãi như là không thích đóng phim hay ví von bản thân là hot girl mạng. Nhiều khán giả lo lắng rằng Trịnh Sảng bị áp lực sau khi chia tay, khiến ngoại hình cô ngày một xuống sắc và thiếu sức sống. Thế nào về nhan sắc của Triều Lệ Dĩnh cũng như Trịnh Sản trong thời gian gần đây? Hãy để lại bình luận bên dưới comment nhé. Và đừng quên chúng mình là Top Sao Hoa, hãy ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ kênh nhé.